Hậu đám cưới tiền tỷ, Diệp Lam Anh xuất hiện với gương mặt sơn phồng khác lạ, suýt bị nhận lầm là quái vật thẩm mỹ bắt bơm. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng sau khi nhìn thấy diện mạo hiện tại của Diệp Lam Anh. Vừa qua, Diệp Lam Anh đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Trong sự chúc phúc họ hàng và bạn bè thân thiết, ông xã của người đẹp tên là Đức Phạm, sinh năm 1990, kém cô 1 tuổi. Gia đình anh sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy và nhiều bất động sản có vị trí đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới của cô thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận. Rất nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên sinh năm 1989. Diệp Lam Anh và chồng trẻ đã có 3 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Sau đám cưới tiền tỷ thì mới đây, Diệp Lam Anh vừa bị bắt gặp khi ra ngoài đi ăn cùng với ông xã. Người có cơ hội gặp cô nàng ở ngoài đời nhận xét Diệp Lam Anh khá xinh đẹp, vóc dáng đẹp mê hồn nhưng gương mặt hơi bị đơ. Bên cạnh đó cũng không ít người phát hoảng vì gương mặt hiện tại của Diệp Lam Anh trông giống y hệt quái vật thẩm mỹ bắt bơm, cựu thành viên của nhóm nhạc 2NE1. Ở góc chụp ngang, chiếc mũi cao chót vót với chiếc cằm nhọn của nữ diễn viên đều tương đồng với bắt bơm. Nhiều cư dân mạng còn hài hước để lại bình luận hoang mang, không biết có phải chồng của Diệp Lam Anh đang cặp kè với giọng ca đến từ xứ sở Kim Chi hay không. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Lam Anh khiến người hâm mộ bất ngờ bởi gương mặt hao hao giống bắt bơm. Trong một sự kiện cách đây không lâu, Diệp Lam Anh xuất hiện với khuôn mặt sưng húp bất thường và cộng đồng mạng có ý kiến cho rằng gương mặt của nữ ca sĩ khá giống cựu thành viên nhóm nhạc 2NE1. Khánh My bốc phốt lần 2 tiết lộ con người thật của Trường Giang ngoài đời. Khánh My có thấy trùng hợp không khi mà phim vừa chiếu tập đầu thì chuyện bạn tiết lộ từng bị Trường Giang tán tỉnh lại rộ lên? Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức hút cho vai diễn. Mọi người cứ hỏi tôi tại sao lại chia sẻ đúng thời điểm này mà quên hỏi ai đã tung tin này ra đúng thời điểm gây bất lợi cho tôi lẫn bộ phim. Đây là lý do vì sao tôi không muốn nói chuyện đi quá xa. Tôi bị vào thế phải trả lời vì tôi không muốn ảnh hưởng đến bộ phim của mình. Đâu ai vui vẻ gì khi thành quả nghệ thuật của mình vừa ra, đang háo hức thì bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt bằng tin đồn, bị nói này nói nọ. Tôi là người sống trong showbiz, lại là chân dài đi đóng phim nên càng bị nói nhiều hơn. Tôi muốn khán giả nhớ đến vai diễn của tôi ở phim Mỹ Nhân Xài Thành với góc độ khách quan nhất có thể, chứ không phải vì những tin đồn liên quan đến tôi để làm mờ nhạt phim. Hiện tại tôi rất mong khán giả thay vì chú ý đến ồn ào của tôi thì hãy dành nhiều sự quan tâm đến nhân vật Hồng Trà mà tôi đảm nhận trong Mỹ Nhân Xài Thành. Bởi bộ phim này có rất nhiều nút thắt, tình tiết hấp dẫn để theo dõi. Chưa kể đây là bộ phim tôi vô cùng tâm đắc, dành nhiều tâm huyết thực hiện từ 4 năm trước. Tại sao Khánh My lại nói mình bị đưa vào thế phải trả lời? Vì sự thật tôi đâu biết gì, tự dưng nói tôi là người thứ ba chen vào. Tôi tự hỏi người thứ ba là như thế nào, là khi hai người đang yêu nhau, rồi tôi chen vào mới bị gọi là người thứ ba. Còn người đang có ý định mà tôi không đồng tình là tôi đang bác bỏ tất cả. Không liên quan đến tình cảm của hai người thì sao lại gọi là người thứ ba? Tôi đã nói tôi lên tiếng đúng một lần thôi, tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa vì không muốn có bất cứ tin đồn nào xấu về mình. Tôi cũng hay vướng phải những mác như đại gia, người thứ ba. Nói thật, đôi lúc tôi rất mệt mỏi, đang ở nhà lại có tin đồn đổ vào mình cũng bị ảnh hưởng nhẹ về tinh thần chứ, nói không có là không đúng. Sau khi bạn lên tiếng, phía Trường Giang có phản ứng gì không? Phía anh Trường Giang không liên hệ gì cả vì anh Giang sẽ hiểu. Cũng như tôi đã nói, chuyện gì qua sẽ cho qua, tôi sẽ không nhắc về những chuyện đó nữa và chỉ trả lời những câu hỏi về sản phẩm phim ảnh của mình. Người ta nói miệng lưỡi người đời đáng sợ là thế đó. Ở các nước công nghệ phát triển, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã phải đi tìm cái chết để chứng minh bản thân trong sạch vì sự dồn ép và suy nghĩ tiêu cực của dư luận gán ghét cho họ. Đến một ngày Việt Nam có trường hợp đó, mọi người mới hối hận sao? Suy nghĩ tích cực để bản thân và mọi người đều nhẹ nhàng, để người nghệ sĩ còn có niềm tin hơn. Sau mọi việc, anh Trường Giang có liên lạc với bạn không? Không, vì tôi nghĩ anh ấy xem mọi chuyện không có gì hết. Anh Giang đã là người lớn và tôi nghĩ anh ấy hiểu chuyện như thế nào. Tôi phải khẳng định chuyện của tôi và Nam Em là hoàn toàn khác nhau. Fan và anti-fan hay mọi người nghĩ tiêu cực, nhưng anh Giang là người khá thông minh. Tại sao Khánh My không nhắn tin hay gọi điện nói với Nhã Phương khi người yêu của cô ấy cưa cẩm bạn? Tôi không chơi với Nhã Phương làm sao có thể nhắn tin chia sẻ được. Mọi người vẫn không hiểu tại sao tôi chia sẻ. Đơn giản vì những tin đồn đó không tốt cho tôi và sản phẩm chuẩn bị ra mắt nên tôi chỉ lên tiếng một lần. Mọi người có nghĩ như thế nào, tôi cũng không lên tiếng nữa và mọi người cứ nghĩ theo cách mọi người muốn. Tôi không thể lay động được bởi mỗi người sửa cách suy nghĩ và suy diễn riêng. Đa số mọi người bị nghĩ hướng tiêu cực. Nếu Trường Giang lên tiếng nói bạn ngộ nhận như Nam Em, bạn sẽ nói sao?
Tôi nghĩ anh Trường Giang không bao giờ có lý do để nói tôi ngộ nhận, vì tôi có nói anh Giang yêu tôi đâu, và tôi cũng không có quan hệ tình cảm với anh Giang, thì tôi nghĩ những chuyện đó không thể xảy ra. Chồng cũ tung bằng chứng tố Phi Thanh Vân bịa chuyện không gửi tiền nuôi con. Nữ hoàng giao kéo khiến nhiều người bất ngờ khi tố Bảo Duy phớt lờ trách nhiệm không lo lắng cho con trai. Phi Thanh Vân không chỉ được biết đến là nữ hoàng giao kéo của làng giải trí, mà cô còn được quan tâm bởi chuyện lận đận trong các mối quan hệ tình cảm. Khoảng một năm trước, cô còn làm cho khán giả xôn xao với những màn tranh cãi nảy lửa với chồng cũ Bảo Duy. Mới đây, người đẹp tiếp tục tố Bảo Duy vì không chu cấp tiền nuôi dưỡng con trai như đã hứa lúc ly hôn. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tôi giàu sang sung sướng. Họ tưởng chồng cũ vẫn chu cấp cho con tôi mỗi tháng 10 triệu, nhưng thực tế không phải như vậy. Tôi thấy chua chát khi nghĩ đến chuyện này. Bảo Duy chỉ gửi tiền nuôi con được đúng một tháng rồi ngưng luôn đến bây giờ. Gần một năm nay anh ta không hề chu cấp gì cho bé Tấn Đức cả, Phi Thanh Vân kể. Bên cạnh đó cô còn nhấn mạnh, tôi kể ra những chuyện này không phải để gây ồn ào hay tranh cãi với Bảo Duy nữa. Tôi chỉ hy vọng nếu là người cha, người đàn ông đàng hoàng, thì Bảo Duy hãy thực hiện đúng quy định của tòa án về việc cấp dưỡng cho con. Đằng này anh ta không hề chu cấp, nhưng vẫn lên báo nói rằng đang lo cho con trai. Tôi không thích kiểu nói dối như vậy. Nếu sau này Tấn Đức lớn lên, biết ba mình là người như thế, chắc con sẽ buồn lắm. Đứng trước sự việc này, chồng cũ Phi Thanh Vân cũng nhanh chóng lên tiếng. Bên cạnh đó, Bảo Duy còn tung ra những bằng chứng cụ thể và sự thật hoàn toàn khác với những gì nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông. Anh bức xúc viết lên trang cá nhân, khi ly hôn tôi vẫn ra đi tay trắng, hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho con đàng hoàng, nhưng cái miệng hại cái thân, một tháng ở bên con không đến một tuần, con thì bệnh lên bệnh xuống, ốm nhom gầy gò, ở đó mà cứ tố với tố, bé còn nhỏ chỉ gửi trường tư gần nhà chỉ 4 triệu một tháng, lên báo nói học trường quốc tế mỗi tháng 20 triệu làm chi vậy, nếu cảm thấy nuôi con không được và chăm sóc không tốt thì hãy để tôi lo, người đáng thương và phải gánh chịu là con nhỏ thôi, stop. Chồng cũ của người đẹp còn đưa ra hàng loạt chứng từ cho thấy mỗi tháng anh vẫn chu cấp tiền 10 triệu hàng tháng cho bé Tấn Đức. Chẳng những thế, anh còn gửi cả tiền mua quần áo cho quý tử. Đặc biệt hơn, Bảo Duy còn biết thằng nhỏ chuẩn bị sẵn sàng hợp báo ra mắt MV về cuộc đời, đâu vào đó hết rồi, đập một phát đúng thời điểm ghê ta. Sau khi ly hôn với Phi Thanh Vân, Bảo Duy cũng nhanh chóng kết hôn với bạn gái Việt Kiều người Australia. Cả hai chỉ yêu nhau thời gian ngắn nhưng quyết định đến với nhau vì anh quan niệm yêu ai sẽ cưới liền và không muốn phải đợi chờ lâu. Thúy Diệm nhắn nhủ con trai đầu lòng điều gì trước ngày lâm bồn? Thúy Diệm tiết lộ hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ngày đón em bé. Cách đây vài giờ, Thúy Diệm chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh gia đình. Nữ diễn viên cảm ơn bạn bè fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên làm mẹ. Qua những dòng chú thích, nữ diễn viên tiết lộ rằng hai vợ chồng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ ngày đón em bé. Đồng thời, Thúy Diễm cũng đề cập thẳng giới tính của con, đó là một bé trai. Thúy Diễm và Lương Thế Thành kết hôn vào ngày 14 tháng 4, 2016. Sau 2 năm nên duyên, cặp đôi vẫn luôn dành cho nhau sự trân trọng như ngày đầu mới yêu. Bữa nay em bé của mẹ lớn rồi, đạp đâu rồi, hỏng nhột nữa. Em bé lớn là mẹ khó thở, đau hết chỗ này chỗ kia. Miệng than than vậy đó chứ mẹ thấy vui lắm, vì biết em bé phát triển tốt và khỏe mạnh, cố lên nha con trai, mẹ biết ở trong đó chật lắm, hai mẹ con mình cùng cố gắng ha, một thời gian nữa thôi là mình được gặp nhau rồi, nôn gặp ổng lắm, không biết là ổng giống ba hay giống mẹ hơn. Thúy Diệm chia sẻ cảm xúc khi mang thai. Trong khi Thúy Diệm khéo léo đảm đang trong việc nội trợ, thì Lương Thế Thành cũng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người chồng. Giờ đây, sắp đón em bé đầu lòng, cặp đôi vẫn khiến cư dân mạng rụng tim với những lời yêu thương có cánh gửi đến nhau. Thúy Diệm đã tạm ngưng đóng phim để tập trung dưỡng thai. Diễn viên muốn sinh con ở Việt Nam vì gần gia đình, được mẹ chăm sóc chu đáo hơn. Vợ chồng cô cũng đã mua căn hộ mới để đón con đầu lòng. Hiện tại sức khỏe của Thúy Diệm tốt, cô không bị ngén, người đẹp vẫn đóng phim dù bụng khá to. Lý do Khánh My từ chối yêu Trường Giang nhưng vẫn để danh hài qua nhà ăn cơm gặp người thân. Anh Trường Giang có chơi thân với một đám bạn có cả chị gái tôi chứ không chỉ quen biết mình tôi, Khánh My chia sẻ. Những ngày qua, Khánh My trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
khi tiết lộ chuyện Trường Giang từng tán tỉnh cô trong lúc vẫn đang gắn bó với Nhã Phương. Dù khẳng định không muốn làm người thứ ba và Trường Giang không phải mẫu người đàn ông mà mình thích, song chia sẻ của Khánh My cũng đã nhận được những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Khánh My vừa có thêm cuộc trò chuyện thẳng thắn. Sau khi công khai chuyện bị Trường Giang tán tỉnh, chị có cảm thấy phiền toái khi nhận nhiều lời chỉ trích của dư luận. Tôi không bị ảnh hưởng gì bởi mọi chuyện chia sẻ đều là mở lòng với nhau. Trước đó có thông tin tôi là người thứ ba chen vào cuộc hẹn hò của Trường Giang, nên tôi muốn lên tiếng một lần rồi thôi, chứ không nghĩ mọi chuyện lại bị đẩy đi quá xa như vậy. Không riêng gì những ồn ào hay tin đồn, ngay cả khi tung sản phẩm mới hay có hoạt động gì cũng sẽ có những ý kiến trái chiều. Có những bạn vào Facebook bình luận rất vô văn hóa nên tôi cảm thấy có buồn cho giới trẻ hiện tại. Tôi hy vọng cuộc phỏng vấn này mọi chuyện sẽ lắng xuống để tôi tập trung phát triển sự nghiệp. Nhiều người thắc mắc vì sao ngày xưa chị từ chối lời yêu Trường Giang nhưng vẫn để anh ấy thoải mái qua nhà ăn cơm gặp gỡ người thân. Mọi người đã hiểu sai chia sẻ trước đó của tôi. Anh Trường Giang có chơi thân với một đám bạn có cả chị gái tôi chứ không chỉ quen biết mình tôi. Thậm chí lâu rồi tôi không gặp lại anh ấy. Nhưng anh Giang vẫn qua quán phở của chị tôi để ăn và trò chuyện với mọi người. Hiện tại, chị còn giữ lại những tin nhắn mà Trường Giang tán tỉnh mình không? Chuyện đã lâu lắm rồi và tôi cũng đã từng đổi điện thoại nên không còn lưu giữ nữa. Mà nếu còn lưu lại thì tôi cũng không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa. Mình moi tin nhắn cũ ra để làm gì nữa? Tôi và anh Trường Giang chỉ dừng lại mức tình cảm anh em bạn bè thôi. Tôi không muốn làm tổn thương Nhã Phương vì cô ấy chịu nhiều thiệt thòi về mình. Lúc Trường Giang cưa cẩm chị, anh ấy đã tặng quà hay có lời hứa hẹn gì? Tôi không thể nhớ rõ. Thực sự công việc của tôi khá nhiều và tôi cũng không còn quan tâm lúc đó anh ấy nói gì. Khi sự việc không ở mức báo động thì nên kết thúc sớm, không để trong đầu quá lâu. Ngay cả bạn trai cũ sau khi chia tay, tôi cũng xóa mọi ký ức. Vậy Trường Giang có liên lạc lại với chị sau khi sự việc gây ồn ào? Anh Trường Giang là người rất chín chắn, thông minh. Thì không thể nào chỉ vì một việc tôi chia sẻ cụ thể như vậy mà anh ấy phải lên tiếng. Giả sử trong trường hợp Trường Giang chưa có mối quan hệ tình cảm với Nhã Phương thì chị có nhận lời yêu? Tôi nghĩ là không. Tôi rất quý anh Trường Giang nhưng cả hai chỉ có thể thoải mái đi ăn uống, còn chuyện tình cảm thì không có duyên. Trường Giang còn thiếu điều gì để có sức hút chinh phục chị? Không thiếu gì cả, song có những mối quan hệ rất lạ. Có những người chỉ gặp vài lần mình có thể yêu họ, nhưng cũng có những người mình biết từ rất lâu và không thể yêu. Nhiều tin đồn cho biết ngoài Quế Vân, nam em và chị, Trường Giang còn tán tỉnh nhiều cô gái khác trong showbiz. Chị có biết thông tin này không? Tôi không quan tâm. Chắc chắn một người nổi tiếng như anh Trường Giang cũng sẽ có nhiều người tự thích, chứ không cần anh ấy phải tán tỉnh. Chị có lời khuyên nào dành cho Trường Giang, Nhã Phương trong chuyện tình cảm? Tôi nói hết một lần rồi và không muốn liên quan nữa để tránh mọi người hiểu sai là tôi đang lăng xê tên tuổi phim mới. Chuyện của người ta hãy để họ tự giải quyết. Tôi chỉ xin nhắc lại lý do tôi lên tiếng chỉ vì có thông tin nói tôi phá vỡ hạnh phúc của Trường Giang.